phải hiểu rõ dụng niệm của chúng sinh mới có thể giáo hóa chúng sinh được. Cho nên Bồ Tát dùng tâm bốn tâm vô lượng, tứ bi hỷ xả và bốn pháp nhiếp, bố thí ái ngữ, lợi hành, đồng sự để giáo hóa chúng sinh, để điều phục chúng sinh. 8. Tâm kiến vào Phật Pháp tại phạm chủ. Vì biết các chúng sinh đủ thứ sự hiểu biết và ham muốn, chẳng dùng thừa khác giáo hóa, mà dùng Bồ Tát thừa giáo hóa để cứu hộ chúng sinh. 9. Tâm không vô tướng vô nguyện vô tác, vì thấy tất cả tướng ba cõi chẳng chấp lấy. 10. Tâm tướng chữ vạn kim càng kiên cố thắng tạng trang nghiêm, tướng các tường trang nghiêm này, dù số lượng của ma đến đồng số tất cả chúng sinh, để nhiễu loạn cho đến không thể động một sợi lông. Đó là 10 thứ pháp của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này, thì sẽ đạt được tâm đại trí quang minh tạng vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ mặc giáp. Những gì là 10? Đó là mặc giáp đại từ vì cứu hộ tất cả chúng sinh, mặc giáp đại bi vì kham nhẫn tất cả các sự khổ, mặc giáp đại nguyện vì tất cả việc làm đều rốt ráo, mặc giáp hồi hướng vì kiến lập tất cả Phật trang nghiêm, mặc giáp phước đức vì lợi ích tất cả các chúng sinh, mặc giáp ba la mật vì độ thoát tất cả các hàm thức, mặc giáp trí huệ vì diệt tất cả tối phiền não của chúng sinh, mặc giáp thiện xảo phương tiện vì sinh phổ môn căn lành, mặc giáp nhất thiết trí tâm kiên cố không tán loạn vì chẳng thích thừa khác, mặc giáp một lòng quyết định vì nơi tất cả pháp lìa nghi hoặc. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ mặc mão giáp vô thượng của Như Lai, phá tan được tất cả ma quần. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ mặc giáp. Những gì là 10? Đó là một, mặc giáp đại từ mới có thể cứu hộ được tất cả chúng sinh, lìa khổ được vui. 2. Mặc giáp đại bi mới có thể kham nhẫn tất cả các sự khổ não, thoát khỏi biển khổ. 3. Mặc giáp đại nguyện vì tất cả việc làm đều rốt ráo viên mãn. 4. Mặc giáp hồi hướng vì kiến lập tất cả Phật trang nghiêm. Hồi hướng có 5 thứ. A. Hồi hướng, hồi tự hướng tha. B. Hồi tiểu hướng đại. C. Hồi sự hướng lý. D. Hồi nhân hướng quả. E. Hồi sinh tử hướng niết bàn. 5. Mặc giáp phước đức vì rộng tích tụ phước đức lợi ích tất cả các chúng sinh. 6. Mặc giáp ba la mật vì hay độ thoát tất cả các hàm thức. 7. Mặc giáp trí huệ vì diệt trừ tất cả tối phiền não của tất cả chúng sinh. 8. Mặc giáp thiện xảo phương tiện vì sinh pháp môn phổ môn tích tập tất cả căn lành. 9. Mặc giáp nhất thiết trí tâm kiên cố không tán loạn vì chỉ tu pháp đại thừa chẳng tu pháp tiểu thừa. 10. Mặc giáp một lòng quyết định vì nơi tất cả pháp chẳng có sự hoài nghi hoặc mê hoặc. Đó là 10 pháp mặc giáp của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ mặc mão giáp vô thượng của Như Lai, phá tan để tất cả ma quân. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ khí trượng. Những gì là 10? Đó là bố thí là khí trượng của Bồ Tát vì phá tan tất cả sự bòn sẻn, trì giới là khí trượng của Bồ Tát vì từ bỏ tất cả sự hủy phạm, bình đẳng là khí trượng của Bồ Tát vì đoạn trừ tất cả sự phân biệt, trí huệ là khí trượng của Bồ Tát vì tiêu diệt tất cả phiền não, chánh mạng là khí trượng của Bồ Tát vì xa lìa tất cả tà mạng, thiện xảo phương tiện là khí trượng của Bồ Tát vì thị hiện ở tất cả mọi nơi, lược nói tham sân si tất cả phiền não là khí trượng của Bồ Tát vì dùng môn phiền não độ chúng sinh, sinh tử là khí trượng của Bồ Tát vì chẳng dứt Bồ Tát hạnh, giáo hóa chúng sinh nói pháp như thật là khí trượng của Bồ Tát vì phá được tất cả sự chấp trước, nhất thiết trí là khí trượng của Bồ Tát vì chẳng bỏ hạnh môn Bồ Tát. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ trừ diệt được tập phiền não kiết sử đêm dài của tất cả chúng sinh. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ khí trượng. Những gì là 10? Đó là 1. Bố thí là khí trượng của Bồ Tát vì phá tan tất cả sự bòn sẻn. 2. Trì giới là khí trượng của Bồ Tát vì từ bỏ tất cả sự hủy phạm giới. 3. Bình đẳng là khí trượng của Bồ Tát vì đoạn trừ tất cả sự phân biệt. 4. Trí huệ là khí trượng của Bồ Tát vì tiêu diệt tất cả phiền não. 5. Chánh mạng là khí trượng của Bồ Tát vì xa lìa tất cả tà mạng. Tà mạng tức là tà tri tà kiến. 6. Thiện xảo phương tiện là khí trượng của Bồ Tát vì thị hiện ở tất cả mọi nơi giáo hóa chúng sinh. 7. Lược nói tham sân si tất cả phiền não là khí trượng của Bồ Tát vì dùng môn phiền não để độ thoát chúng sinh. 8. Sinh tử là khí trượng của Bồ Tát vì chẳng dứt hạnh của Bồ Tát tu để giáo hóa chúng sinh. 9. Nói pháp như thật là khí trượng của Bồ Tát vì phá được tất cả sự chấp trước. 10. Nhất thiết trí là khí trượng của Bồ Tát vì chẳng bỏ hạnh môn của Bồ Tát tu.
đó là 10 thứ pháp khí trượng của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ trừ dẹp được tập phiền não kiết sử đêm dài của tất cả chúng sinh, tức cũng là thân biên giới định tà và tham sân si mạng nghi mười sử. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ đầu, những gì là 10? Đó là đầu niết bàn vì không thấy được đảnh, đầu tôn kính vì được tất cả trời người kính lễ, đầu thắng giải rộng lớn vì thủ thắng nhất trong 3.000 cõi, đầu căn lành đệ nhất vì chúng sinh 3 cõi đều cúng dường, đầu gánh độ chúng sinh vì thành tựu tướng nhục kế trên đảnh, đầu chẳng khinh khi người khác vì thường tôn thắng ở tất cả mọi nơi, đầu bát nhã ba la mật vì trưởng dưỡng tất cả pháp công đức, đầu phương tiện trí tương ưng vì khắp hiện thân tất cả đồng loại, đầu giáo hóa tất cả chúng sinh vì dùng tất cả chúng sinh làm đệ tử, đầu thủ hộ chư Phật pháp nhãn vì hai kiến giống tam bảo chẳng đoạn tuyệt. Đó là 10, nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được đầu đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ đầu, những gì là 10? Đó là một đầu niết bàn vì không thể thấy được đảnh, do đó vô kiến đảnh tướng. 2. Đầu tôn kính vì được tất cả trời người tôn kính đảnh lễ. 3. Đầu thắng giải rộng lớn vì thủ thắng nhất trong 3.000 đại thiên thế giới. 4. Đầu căn lành đệ nhất vì chúng sinh trong 3 cõi đều đến cúng dường. 5. Đầu gánh độ chúng sinh vì thành tựu tướng nhục kế trên đảnh, một trong 32 tướng. 6. Đầu chẳng khinh khi người khác vì thường tôn thắng ở tất cả mọi nơi. 7. Đầu bát nhã ba la mật vì trưởng dưỡng tất cả công đức, tất cả Phật pháp. 8. Đầu phương tiện trí tương ưng vì khắp hiện thân tất cả đồng loại. 9. Đầu giáo hóa tất cả chúng sinh vì dùng tất cả chúng sinh làm đệ tử của Bồ Tát. 10. Đầu thủ hộ chư Phật pháp nhãn vì hai kiến hạt giống tam bảo chẳng đoạn tuyệt. Đó là 10 thứ đầu của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được đầu đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ mắt, đó là nhục nhãn nhìn thấy được tất cả sắc, thiền nhãn thấy được tất cả tâm chúng sinh, huệ nhãn thấy được cảnh giới các căn của tất cả chúng sinh, pháp nhãn thấy được tất cả pháp như thật tướng, Phật nhãn thấy được thập lực của Như Lai, trí nhãn thấy biết được các pháp, quang minh nhãn thấy được quang minh của Phật, xuất sinh tử nhãn thấy được niết bàn, vô ngã nhãn sự thấy không có chướng ngại, nhất thiết trí nhãn thấy được phổ môn pháp giới, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được mắt đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ mắt, đó là một nhục nhãn nhìn thấy được tất cả màu sắc sự vật, 2. Thiền nhãn nhìn thấy được trong tâm của tất cả chúng sinh, 3. Huệ nhãn nhìn thấy được cảnh giới các căn của tất cả chúng sinh, 4. Pháp nhãn nhìn thấy được tất cả pháp như thật tướng, 5. Phật nhãn nhìn thấy được thập lực của Như Lai, 6. Trí nhãn thấy biết được bản thể của tất cả các pháp, 7. Quang minh nhãn nhìn thấy được quang minh của tất cả chư Phật, 8. Xuất sinh tử nhãn nhìn thấy được cảnh giới niết bàn, 9. Vô ngại nhãn nhìn thấy được sự vật không có chướng ngại, 10. Nhất thiết trí nhãn thấy được phổ môn pháp giới. Đó là 10 thứ mắt của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được mắt đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ tai, những gì là 10? Đó là nghe tiếng tán thán thì dứt trừ tham ái, nghe tiếng hủy báng thì dứt trừ tâm sân hận, nghe nói nhị thừa thì chẳng chấp chẳng cầu, nghe đạo Bồ Tát thì hớn hở vui mừng, nghe đến địa ngục các nơi khổ nạn thì khỏi tâm đại bi phát hoằng thệ nguyện, nghe nói đến việc trời người thù thắng vinh diệu thì biết đó đều là pháp vô thường, nghe sự tán thán công đức của chư Phật thì siêng năng tinh tấn khiến cho sớm được viên mãn, nghe nói pháp lục độ bốn pháp nhiếp thì phát tâm tu hành nguyện đến bờ kia, nghe tất cả âm thanh mười phương thế giới thì đều biết như vàng nhập vào bất khả thuyết diệu nghĩa thâm sâu. Đại Bồ Tát từ lúc ban đầu phát tâm cho đến đạo tràng thường nghe chánh pháp chưa từng tạm ngừng nghỉ mà luôn không bỏ việc giáo hóa chúng sinh, đó là 10. Nếu các Bồ Tát thành tựu pháp này thì sẽ đắc được tài đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ tài, những gì là 10? Đó là một nghe tiếng tán thán thì dứt trừ được tất cả tham dục và tất cả tình ái, 2. Nghe tiếng hủy báng thì dứt trừ được tất cả tâm sân hận, chẳng có phiền não, chẳng có sự nóng giận, 3. Nghe nói nhị thừa thì chẳng chấp vào nhị thừa, cũng chẳng cầu nhị thừa, 4. Nghe đạo Bồ Tát thì hớn hở vui mừng, 5. Nghe đến địa ngục, các nơi khổ nạn thì khởi tâm đại bi phát hoằng thệ nguyện cứu hộ chúng sinh.
gió nghe nói đến việc trời người thủ thắng vi diệu, thì biết đó đều là pháp vô thường. 7. Nghe sự tán thán công đức của chư Phật, thì siêng năng học tập, dũng mãnh tinh tấn, khiến cho sớm được thành tựu viên mãn. 8. Nghe nói pháp lục độ, 4. Pháp nhiếp, thì phát tâm tu hành, bố thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định bát nhã, và bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự, nguyện đến được bờ niết bàn bên kia. 9. Nghe tất cả âm thanh mười phương thế giới thì đều biết như vang, nhập vào bất khả thuyết diệu nghĩa thâm sâu. 10. Đại Bồ Tát từ lúc ban đầu phát tâm cho đến đạo tràng thường nghe chánh pháp chưa từng tạm ngừng nghỉ, mà luôn không bỏ việc giáo hóa chúng sinh. Đó là 10 thứ tài của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát thành tựu được pháp này thì sẽ đắc được tài đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ mũi, những gì là 10? Đó là người các mồ hôi mà không cho là hôi, người các mùi thơm mà không cho là thơm, thơm hôi đều người, tâm đều bình đẳng, chẳng thơm chẳng hôi, an trụ nơi xả. Nếu người mùi y phục tọa cụ và thân thể của chúng sinh có mùi thơm hôi, thì biết được chúng sinh đó có tham sân si bằng nhau. Nếu người mùi hương các hầm mỏ, cây cỏ, thì đều phân minh rất rõ như ở trước mắt. Nếu người mùi hương chúng sinh dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến cõi trời hữu đỉnh, thì đều biết được việc làm trong quá khứ của họ. Nếu người mùi hương các thành phần bố thí trì giới đà phần trí huệ, thì trụ tâm nhất thiết trí chẳng khiến cho tán động. Nếu người mùi hương tất cả Bồ Tát hạnh, thì dùng trí huệ bình đẳng vào bậc Như Lai. Người mùi hương cảnh giới trí huệ của tất cả chư Phật thì cũng chẳng xả bỏ các hạnh Bồ Tát. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát thành tựu pháp này thì sẽ đắc được mũi thanh tịnh vô lượng vô biên của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ mũi, những gì là 10? Đó là 1. Người tất cả các mùi hôi mà không có sự cảm giác là hôi. 2. Người tất cả các mùi thơm mà không có sự cảm giác là thơm. 3. Thơm hôi đều người, tâm đều bình đẳng, chẳng trụ vào mùi thơm, chẳng trụ vào mùi hôi. 4. Chẳng thơm chẳng hôi, an trụ nơi xà, chẳng bị cảnh giới mùi thơm hôi làm lay chuyển. 5. Nếu người mùi y phục tọa cụ và thân thể của chúng sinh có mùi thơm hôi, thì biết được chúng sinh đó có tham dục, sân hận, ngu si bằng nhau. Tóm lại, chẳng có mùi thơm thì có mùi hôi. 6. Nếu người tất cả mùi hương, các hầm mỏ hoặc cây hoặc cỏ, thì đều phần mình rất rõ ràng như ở trước mắt. Người mùi hương gì thì biết được vật đó rất rõ ràng. 7. Nếu người mùi hương chúng sinh dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến cõi trời hữu đỉnh, thì đều biết được việc làm trong quá khứ của họ, sự tu hành của họ. Có người khởi vọng tưởng rằng chúng sinh ở địa ngục làm sao tỏa mùi hương, tôi không tin. Người trên trời thường tỏa ra mùi thơm thì tôi tin. Vì Bồ Tát phát tâm Đại Bồ Tát thường đến địa ngục cứu chúng sinh, cam tâm tình nguyện cùng thọ khổ với chúng sinh tùy cơ tuyết pháp, khiến cho chúng sinh thọ khổ cả ác hướng thiện. Đó là đồng sự trong bốn pháp nhiếp. Tùy Bồ Tát ở trong địa ngục nhưng thân vẫn tỏa ra mùi thơm đặc biệt. 8. Nếu người mùi hương các thành phần bố thí chỉ giới đa văn trí huệ, thì trụ tâm nhất thiết trí chẳng khiến cho tâm tán động, rất là kiên cố như kim cang. 9. Nếu người mùi hương tất cả Bồ Tát hạnh, thì dùng trí huệ bình đẳng vào bậc Như Lai. 10. Người mùi hương cảnh giới trí huệ của tất cả chư Phật.